Alo, xin chào anh em. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi, mình lôi mấy cục pin ra test anh em tham khảo chơi cho vui ha. Ở đây thì mình đang có một cục pin thương hiệu của Detong nè. Model của nó là M21B4000S. Này thì nó ghi là 21V, dung lượng của nó là 4.0Ah. Sử dụng chân pin Makita, có đèn LED để báo pin luôn ha. Còn ở đây thì mình đang có một cái cục pin bộ mấy con máy full bộ mà người ta tặng kèm nè. Thương hiệu của nó ghi ở đây là Boss 119V Li-ion 5.0Ah. Thì cái này thì nó là bot nhái chứ không phải là hàng chính hãng anh em, cũng là sử dụng chân pin Makita và ở đây thì nó sẽ không có led báo pin ha. Giá trị thị trường á, mình cũng có coi trên mạng á, nếu mà anh em mua trên Lazada thì cái cục này mình mua mới nó tầm cỡ 250, cái cục pin Detong này nó tầm cỡ 800.000. Và mình mua ngay cái đợt khuyến mãi á, là mình mua một cái thân máy cho mình mua thêm cục pin này nè, mình được tặng kèm thêm cục sạc cỡ 300 mấy nữa. Anh em mua ngay đợt mình trừ ra thì cục pin này nó tầm cỡ 500.000 hơn à. Cũng khá là hợp lý nha anh em. Và Detong người ta cũng có nói là cái mã pin này nè, là cái vỏ này nó được làm bằng nhựa chịu lực và nó có chức năng để chống cháy luôn. Thì lát mình lôi thử hai cục pin này ra để mình đốt thử xem coi như thế nào anh em. Chắc nhựa thì mình thấy là con Detong này nó sẽ chắc chắn hơn nha anh em. Đây mình có mũi vít nè để mình gõ lên cái nhựa cho anh em xem nha. Còn cái nhựa của cục pin nhái nè, nó mỏng với lại hình như là chất nhựa này nó cũng thường à, chứ nó không phải chống da đập như là cục này ha. Cục chống da đập thì anh em nhìn thấy nó sẽ sần sùi vậy nè, màu sắc đồ thì nó làm rất là đồng đều anh em. Bên đây cũng vậy nè. Về cân nặng để mình xem coi nó có sự khác biệt gì không nha. Đây mấy con máy để quần bên đi à, mở lên cái cục pin Detong mình cân được nó là 664g. Còn cái cục pin nhái bot mà chỉnh mà kỳ tà ha thì nó sẽ là 558g ha. Ủa. Trên lệch cỡ 100g hả em. 664 558 trên lệch 100g. Và sử dụng thì nó cũng y như nhau thôi. Anh em có thể lắp cho những cái máy Trung Quốc nè, mình xài thì cũng ok ha. Xài bình thường nhưng mà mình xài thời gian lâu thì mình thấy là cái cục pin Detong này nè, thì cái thời gian xài nó sẽ trâu pin hơn cục pin nhái rất là nhiều hơn em. Và được cái hay nữa là sau này là những cục pin mà Detong hãng của nó là B4000S nè. Ở phía sau đây cái chỗ vỏ pin của nó màu đỏ đó, anh em có thể tận dụng cho những cái máy khác mà sử dụng chân pin Makita, hoặc là cho những cái máy Makita chính hãng luôn. Ok luôn ha. Đây mình có con máy khoan Makita nè, hàng này là hàng chính hãng nha anh em. Mã của nó là XBH14, có chữ UL nè, hàng nhập và lưu hành tại thị trường Mỹ ha. Mình ghim vô Detong nè. Chạy ok. Còn những cái cục pin nhái á thì mình lắp vô thì hình như nó sẽ không có được nha anh em. Đây bóp cò nè. Đó. Nó sáng đèn thôi nhưng mà ở này mình bóp một cái là nó tự động nó ngắt ha. Đó. Xài không được nha anh em. Đây gỡ ra. Ít tông vô. Ok, cũng khá là hay luôn á. Lắp thử cục pin nhái ha. Ở đây thì con máy nó có 4 tốc độ nè, 1 nè, 3, 4. Những tốc độ cao nhất rồi mình test thử dòng tua của con máy coi như thế nào anh em. Mình coi cái máy đo tốc độ nè. Giờ mình test thử nha. Thì cục pin nhái là con máy này nó chạy được cỡ 3747 dòng trên phút. Bây giờ mình gỡ ra. Test cục pin Detong vẫn là cấp độ số 4 nha anh em. Thì nó sẽ là 3840 dòng trên phút ha. Có sự chênh lệch rõ ràng anh em. Test lại cái đi cho chắc cú. Đây nè, cũng là bước 4. Ba nghìn bảy trăm sáu mươi bốn dòng. Và đối với cái máy mài gốc cũng vậy luôn, mình lắp vô nè, mở lên có 3 tốc độ, chậm nè, vừa, nhanh, tốc độ nhanh ha. Bảy nghìn sáu trăm sáu mươi bốn dòng trên phút. Bây giờ mình khởi ra, lắp cục Detong vô, mở lên, chậm nè, vừa, nhanh, 8040 dòng trên phút ha. Mình khui hai cục pin này ra xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào anh em.
bên ngoài anh em nhìn thấy nó na ná nhau, nhưng mà bên trong á thì bản mạch nó sẽ khác nhau rất là nhiều luôn ha. Mạch con này thì hình vuông nè, của con Deathstone đó là hình chữ nhật, nhưng mà anh em thấy là cái bản mạch á nó bao phủ gần như là hết nguyên cái bề mặt của cục pin luôn ha. Phép ở đây thì nó 4 con, còn bên đây thì nó chỉ có 3 con. Cái hãng Deathstone này nó cũng kỹ lưỡng nè anh em, có những cái miếng mút để che lại cái tiếp xúc điểm nè. Anh em xài thời gian lâu mà bị rơi rớt á thì nó chống va đập cũng cực kỳ tốt ha. Đây có chỗ led báo pin nè, bên dưới nó có một cái khung, cũng có lớp xốp để chống va đập luôn nè. Thông số thì là 18650 2000mAh 3.7V, có số seri, mã vạch đồ cụ thể gọn gàng chứ ha. Dài cục pin ở bên đây, bên dưới thì nó cũng có khung nè, nhưng mà nó không có lớp xốp để bảo vệ. Số ở đây cũng là 18650 2000mAh 4.2V, cũng có mã vạch đồ cụ thể gọn gàng anh em. Và tiếp mục cuối cùng mình đem hai cục pin này ra để mình đốt thử xem coi nó chống cháy như thế nào anh em. Chuẩn bị một cái đèn khò nè, bình ga anh em. Giờ để mình mở lên test thử còn sao nha. Ủa. Đó, rất là dữ ha. Hai cục pin, giờ mình đốt mỗi bên 30 giây coi sao nha anh em. Ta nè. Đây. Ủa, mới có mấy giây mà nó cháy lửa ghê quá anh em ơi. Đây, pin của Deathstone. Ồ. Nó có đèn lên nhưng mà nó sẽ tắt ha, nó không cháy ha. Còn đây nè. Nó cháy rồi, cái nó cháy hoài anh em ơi. Ủa. Quá ghê luôn ha. Tiếp tục coi. À cái này nó dễ bắt lửa nè, mấy giây mà nó cháy cho rồi. Còn đây, Deathstone. Ồ, cháy chút xíu là nó tắt luôn ha. Này đúng là chống cháy thiệt nha anh em. Nếu như vậy thì nó sẽ rất là an toàn luôn ha. Như xài thời gian mà trong bản mạch điện tử mà nó có bị chập á, cái lớp vỏ này nó sẽ bảo vệ cục pin luôn, thì giúp cho cục pin của mình nó sẽ rất là an toàn ha anh em. Đây nè. Cái miếng tem thì nó cũng không cháy luôn ha. Tính ra là nãy giờ là mình đốt cục pin này không á, chứ cục pin này nó tự cháy nha anh em. Quá dữ luôn. Cho nó khè lửa ra quá trời luôn nè. Buông ra là nó tự động nó ngưng à. Quá hay luôn. Thôi bây giờ đi mình hỏi cho này nó tắt thôi. Khói quá trời khói này mày. Này thì cũng gờ được nè. Còn này thì chắc khá là nóng luôn ha. Để ra bên trong để coi sao. Nóng quá anh em ơi. Đó, pin nhái thì ở trong nó cháy đen thui hết trơn rồi. Cái cục pin của Deathstone á, anh em nhìn thấy nó cũng còn xanh dờn luôn nè ha. Giờ gỡ ra rồi mình đốt lại lần nữa còn sao nha. Mở nè. Đây, đốt thử cái tem nha. Đó, mới đốt xíu lại cháy rồi. Đây nè. Cái nhựa này nó là nhựa thường à. Còn bên Deathstone nó làm nè. Đốt tuốt trong đây luôn ha. Không cháy nổi. Đốt cỡ nào đốt nó cũng không cháy anh em. Thổi mấy cái luôn nó mới chịu tắt luôn ha.
Sau khi test thực tế thì mình thấy thật sự là cái cục pin test tông này nó có chức năng là chống cháy anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này, mình sẽ để đường link dưới phần mô tả. Anh em cứ nhấp vào đó để tham khảo. Anh em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình ha. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký bên đây, nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới, anh em mình cùng giao lưu ha. Các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha. Bye bye.